Tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe bài nhận định của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về ảnh hưởng của chiến sự tại Libya đối với các nền kinh tế thế giới. Vạn Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chính tình quốc tế. Kính thưa quý vị, sau cuộc cách mạng mùa xuân Á Rập ở Tunisia và Ai Cập, các cuộc nổi dậy đã diễn ra tại Libya từ tháng 2 năm 2011 cho đến nay để chống lại chế độ độc tài Muammar Gaddafi. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt trừng phạt lên ông Gaddafi và gia đình. Những ảnh hưởng của cuộc chiến Libya đối với Hoa Kỳ và thế giới như thế nào sẽ được giáo sư Nguyễn Ngọc Bích phân tích sau đây. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Dạ vâng, xin chào chị Vạn Lý cũng như quý khán thính giả của đài SBTN. Vâng, thưa giáo sư có thể cho biết mà những cái vấn đề Libya hiện nay và những cái ảnh hưởng kinh tế ở Âu Châu. Dạ vâng, cái vấn đề Libya đó thì đương nhiên chúng ta thấy đó, trong 6 tháng vừa qua đó, thì sau khi mà Liên Hợp Quốc ấy, đã có cái quyết nghị mà đem quốc tế và tham dự vào đó đó, thì Âu Châu cũng như là Mỹ đã yểm trợ cho dân quân đứng lên để mà chiếm lại Libya. Thì cái câu chuyện đã kéo dài đến 6 tháng, do đó nên cái sự chi phí ở trong cái cuộc chiến này nó cũng lớn lắm chứ nó không nhỏ. Mặc dù là trong những ngày 1-2 ngày tới đây thì có lẽ nó sẽ được kết thúc. Thì cái vấn đề đó đặt ra là trước nhất là cái vấn đề xây dựng lại, tái kiến thiết cái nước Libya, và điểm thứ hai nữa là cái rằng là cũng làm sao mà vực được lại cái nền kinh tế Âu Châu mà nó đang qua cái khủng hoảng, vì những cái khủng hoảng kinh tế ở mấy nước bắt đầu như là Hy Lạp rồi Bồ Đào Nha dần dần nó lan sang đến cả Ý với lại Phà Nho. Thế thì thành ra là cái vấn đề nó là một cái gánh nặng lớn lắm chứ nó không nhỏ, và tôi cho rằng là có lẽ ai cũng đang thở phào rằng là cái cuộc chiến nó sắp sửa được chấm dứt ở Libya. Tuy nhiên sau khi nó chấm dứt rồi đó thì vẫn còn phải làm sao mà nghĩa là giúp cho cái chính quyền mới đó ở Benghazi đó họ sẽ tái thiết cái nước Libya. Thì như chúng ta biết là ngày hôm nay đó thì ông Obama đã tháo khoán, tại vì họ đã giữ 30 mấy tỷ đô la ở trong các ngân hàng của Mỹ đó, thì họ sẽ tháo khoán đầu tiên một cái khoản độ khoảng 1,5 tỷ để mà giúp cho cái chính quyền mới bắt đầu cái việc xây cất lại, tái thiết cái Libya. Tuy nhiên nó lại còn có cái vấn đề nữa là cái rằng là ông Gaddafi đó thì trong lúc này thì ông đã rời Tripoli rồi, nhưng mà ông ấy sẽ tiếp tục được cái cuộc kháng chiến của ông đến đâu? Nếu mà ông vẫn tiếp tục ông ấy thì nó vẫn còn nhì nhằng, và những cái chi phí về cái trận chiến chưa chắc đã kết thúc. Vâng, thưa giáo sư, thì qua các trận chiến hiện nay như ở Iraq thì liệu thế giới có giúp được Libya không, hay là vẫn là một cái bãi chiến trường như là Iraq? Dạ thưa, cái vấn đề Libya có lẽ nó đơn sơ hơn ở Iraq là tại vì rằng là cái Libya tự nó là một cái nước nó rất giàu về dầu hỏa. Sở dĩ tại sao Âu Châu họ tham gia vào cuộc chiến đó một phần là tại vì rằng là rất nhiều quốc gia như là Đức, Pháp, Ý này là mua dầu của Libya, và có thể nói là những cái cơ sở dầu hỏa ở bên Libya nó không có bị tàn phá gì ghê khiếp lắm cả. Thế thì thành ra là nó có thể nó trở lại khai thác một cách tương đối là nhanh chóng, và cái đó nó cũng sẽ giúp vào cho cái sự phục hồi kinh tế ở bên Âu Châu, tại vì rằng là cái giá xăng ở bên Âu Châu nó mắc không thể tưởng tượng được so với ở bên Mỹ. Do đó nên ví dụ như chúng ta ở đây chỉ có là 3 đồng mấy một galon, trái lại ở Âu Châu của nó là 8, 9, 10 đồng một galon. Thế thì thành ra là khi mà nó có cái dầu mà nó ở Libya nó đến ấy, thì có thể là nó đem được cái giá dầu nó xuống. Mà như chúng ta biết ấy, cái dầu hỏa đó nó là cái dầu mỡ trong một cái nền kinh tế. Nếu mà không có cái đó thì nó rất là khó khăn. Mà có cái đó mà giá nó xuống ấy, thì nó cũng làm cho cái sự phục hồi kinh tế nó trở lại tương đối nhanh chóng. Vâng, thưa giáo sư, khi nói tới cuộc chiến ở Libya thì Tổng thống Obama có những cái thuận lợi nào qua cái sự thay đổi ở Libya không thưa ông? Dạ, ông Obama đó thì ông bị người ta chê trách khá nhiều, đặc biệt những phía Cộng Hòa đó thì cứ cho là ông nghĩa là do dự, ông ấy không có ấy này kia. Nhưng mà có thể nói rằng là trong cái cuộc chiến này đấy thì cái sự những cái diễn biến trong 1-2 ngày vừa qua ấy đó,
nó đang chứng tỏ rằng là cái cách tiếp cận cái trận chiến này của ông Obama là một cái tiếp cận khá thông minh. Tức là người Mỹ không phải đem quân của mình vào, người Mỹ chỉ phải giúp đỡ bằng cách dùng những cái máy bay tàng hình để mà đi thám sát hay là đi ném bom thôi. Thế thì thành ra nó cũng bớt được đi nhiều lắm. Và đặc biệt nữa là cái nước Mỹ nó gặp cái vấn đề là cái là không thể nào mà cùng một lúc họ lại theo đuổi 3-4 cái chiến trận ở Phú Hãn ở này kia thành ra dọn. Và đấy là chưa kể nữa, họ có thể họ sẽ lo rằng là cái trường hợp Syria nó sẽ bắt buộc Liên Hợp Quốc với lại Mỹ với các nước Âu Châu có lẽ là cũng sẽ phải tham gia vào để tìm cách là đổ Assad. Thế thì thành ra trong cái tình trạng như vậy thì cái sự dè dặt của ông Obama nó có cái lý của nó, và nhất là nếu mà nó lại đem lại được cái kết quả như là chúng ta đang thấy ở bên Libya đó, thì cái đó là một cái lối tiếp cận mà người ta sẽ cho là rất là thông minh, khá trí tuệ. Vâng, thưa giáo sư, thì theo ông thì Libya là một cái nguồn lợi kinh tế hay là một cái vấn nạn chính trị thế giới cho Hoa Kỳ? Thực sự thì nó là cả hai, tại vì rằng là nó gánh nặng kinh tế thì chúng ta biết là cái giờ là Mỹ bây giờ cũng đang có một cái khủng hoảng kinh tế, Âu Châu cũng đang có khủng hoảng kinh tế, mà người ta còn đang lo là tất cả cái khủng hoảng kinh tế nó sẽ kéo nhau xuống. Trong khi đó thì cái món nợ, ví dụ như Mỹ nợ với Trung Cộng, thì nó sẽ làm cho cái sự chênh lệch về kinh tế Trung Cộng họ sẽ có thể họ thắng thế, họ đưa lên đi lên, nhưng mà ngược lại cũng có thể họ bị cái sức mua của Âu Châu cũng như Mỹ đều xuống, và thì có khi kinh tế Trung Cộng cũng xuống theo nữa. Thành ra là cái vấn đề nó rất là rắc rối. Thành ra là cái chuyện Libya nó giải quyết được càng sớm càng tốt ấy, thì nó sẽ giúp đỡ nhiều lắm và trong cái sự gọi là ổn định cái tình hình kinh tế ở trên thế giới, và biết đâu đã bắt đầu nó dẫn đến cái sự phục hồi. Thế còn về cái vấn đề mà quân sự và nhất là đặc biệt về vấn đề chính trị ngoại giao đó, thì cái vấn đề Libya nó là một cái nước ở Trung Đông, người ta nhìn vào nước Mỹ đối xử với Libya như thế nào để người ta xem rằng là cái quốc gia kia nó có thể nó ủng hộ được cho cái chính sách của Mỹ hay không, hay là nó lại lập được ra thành một cái mặt trận mà nó vẫn chống Mỹ, dù như là ông Gaddafi có thể ông đi khỏi cái chính trường. Thế thì thành cái vấn đề nó còn là một câu hỏi khá lớn, nó tùy thuộc vào cái sự khôn khéo hay không của chính quyền Obama và của bà Clinton. Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phân tích của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về tình hình cuộc chiến Libya. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi xin kính chào. Kế tiếp, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa ký giả Nguyễn Văn Khanh với anh Võ Thành Nhân về tình hình Libya từ quan điểm của Hoa Kỳ. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân, và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc lại ký giả Nguyễn Văn Khanh để nhằm tìm hiểu về một tình hình chiến sự rất quan trọng hiện đang xảy ra trên thế giới. Trước hết xin được kính chào Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, từ Washington một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin được gửi lời chào đến Võ Thành Nhân và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả của SBTN. Thưa với anh Võ Thành Nhân và thưa cùng với quý vị khán thính giả của SBTN, Libya đang ở trong cái giai đoạn cuối cùng, có thể nói là giai đoạn cuối cùng của một trận chiến, và cái trận chiến đó là trận chiến đem lại tự do, dân chủ cũng như là vấn đề nhân quyền cho người dân Libya sau 42 năm họ phải chịu cái ách độc tài của nhà lãnh đạo Gaddafi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có loan báo cái quyết định rằng là sẽ trao một cái số tiền trị giá 1 tỷ 500 triệu đô la, đây là tài sản của gia đình Gaddafi, cho lực lượng nhân dân nổi dậy. Trong lời phát biểu mà Bộ Ngoại giao sẽ đưa ra thì cũng sẽ nói rằng là điều đó chứng tỏ là Washington tin tưởng vào thành phần lãnh đạo của lực lượng nhân dân nổi dậy, và điều đó cũng chứng tỏ cho mọi người thấy rằng là sẽ có một cái sự hợp tác chặt chẽ giữa Washington và chính phủ Tripoli trong tương lai. Xin được trở lại với anh Võ Thành Nhân. Khi mà chúng ta nói quan trọng có nghĩa là ảnh hưởng khắp trên thế giới, khi mà khắp nơi trên thế giới về vấn đề Libya. Như vậy là chúng ta nhìn lại là những cái sự hỗ trợ của thế giới và những cái quyết định quan trọng của Tổng thống Barack Obama, nó có nhịp nhàng và đưa đến cái sự hậu thuẫn trong tương lai của Quốc hội Hoa Kỳ không vậy thưa anh? Tôi hiện tại bây giờ thì phải thú thật với anh Võ Thành Nhân và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, nếu mà nói rằng là Quốc hội sẽ gật đầu với những gì Tổng thống Barack Obama làm thì tôi nghĩ rằng là cái điểm đó là cái điểm quá khó để mà cho tôi có thể đưa ra dự đoán. Nhưng mà tôi dự đoán chắc chắn là thế giới, cộng đồng thế giới, trong đó có Washington, chắc chắn là sẽ hợp tác chặt chẽ với lại chính phủ Tripoli trong tương lai. Có hai lý do để mà chúng ta nói đến. Cái lý do thứ nhất là chúng ta đã giúp cho người dân này đi được một cái đoạn đường rất dài, và cái đoạn đường kế tiếp cũng dài không kém.
Trong cái đoạn đường đó là họ phải xây dựng một thể chế dân chủ, họ phải xây dựng một chính phủ dân chủ, họ phải xây dựng một chính phủ thật sự phục vụ cho người dân. Và bên cạnh đó thì cũng có một cái yếu tố quan trọng, đó là cái yếu tố tiền đâu. Yếu tố là cái yếu tố đầu tiên. Họ cần phải có tiền để họ trang trải những cái chi phí tái thiết lại quốc gia sau một cuộc chiến kéo dài tới 6 tháng. Và thưa anh Võ Thành Nhân cũng như thưa cùng với là quý vị khán thính giả, tôi được nghe nói rằng là chính phủ Pháp sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế ở tại Paris vào tuần tới, cũng giống như là hội nghị giúp tái thiết cho Iraq và hội nghị giúp tái thiết cho Afghanistan mà chúng ta đã nhìn thấy trong quá khứ. Và khi mà chúng ta nói rằng là Tổng thống Barack Obama chưa có được cái niềm tin trọn vẹn vào những cái quyết định của ông ta bởi Quốc hội Hoa Kỳ, thì trong tương lai nếu mà vấn đề Libya có thành công, liệu ông ta có dùng cái đây là một cái thành tích để mà ra ứng cử năm 2012 không? Câu trả lời chắc chắn là có. Và ai cũng cứ nghĩ rằng là Tổng thống Barack Obama, cái thái độ chập chững của ông, cái thái độ ngập ngừng của ông trong cái thời gian trước đây đã khiến cho Hoa Kỳ đi một cái bước đằng sau những quốc gia khác, trong đó chúng ta có thể nói là Pháp, Anh, Đức, Ý, vân vân và vân vân. Câu trả lời của tôi là không hẳn là như vậy. Nếu mà chúng ta nhìn rõ trong cái chính trường của thế giới thì chúng ta thấy rằng là bất kể là Hoa Kỳ đi bước trước hay là đi bước sau thì mọi quyết định của Washington vẫn là cái quyết định quan trọng. Anh Võ Thành Nhân và quý vị khán thính giả của SBTN, nếu mà chúng ta nhìn cái câu chuyện của 90 ngày trước đây thì chúng ta thấy rõ ràng khi mà NATO quyết định oanh tạc thì đó là cái quyết định của NATO, nhưng mà cái hậu thuẫn quan trọng nhất vẫn là cái hậu thuẫn đến từ nước Mỹ. Và ngay chính là nước Mỹ đã từng thực hiện những cái phi vụ đầu tiên trước khi giao cái quyền điều khiển lại cái trận không chiến đó cho NATO. Đó là một điểm. Điểm thứ nhì nữa, chính phủ Pháp lên tiếng ủng hộ, chính phủ Anh lên tiếng ủng hộ, và cả thế giới người ta chờ đợi chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ, và người ta coi đó là cái quyết định quan trọng nhất. Ngay chính những nhà lãnh đạo của lực lượng nhân dân nổi dậy, họ bảo rằng là nếu mà không có sự tiếp tay của Hoa Kỳ, không có cái gật đầu của Tổng thống Barack Obama thì có lẽ là cuộc chiến này còn kéo dài. Xin được cảm ơn Nguyễn Văn Khanh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin ngắn của chúng tôi và ký giả Nguyễn Văn Khanh để nhằm tìm hiểu về cuộc chiến ở Libya, và có thể nói rằng cuộc chiến này có ảnh hưởng nhiều đến vấn đề chính trị, quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ trong tương lai. Xin được cảm ơn Nguyễn Văn Khanh. Cũng một lần nữa xin được cảm ơn anh Võ Thành Nhân và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả của SBTN. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây là mãn. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình, xin quý vị email đến washingtondc@sbtn.tv. Thay mặt toàn thể anh chị em phụ trách bản tin Hoa Thịnh Đốn, thì Nga thân mến chào tạm biệt cùng với lời chúc quý vị một buổi tối an vui, hạnh phúc. Hẹn tái ngộ quý khán thính giả trong buổi phát hình tới.